ở trong sân bay Bangkok là người ta làm những cái biểu tượng giống như trong mấy cái câu chuyện cổ tích vậy ta. Đây là cái view sông Sài Gòn nè. Ở kinh kia là có mấy cái tàu gì to to nè, cái tàu du lịch nè. Ở đây nó yên tĩnh cực kỳ luôn. Ở xung quanh đây nhiều thác nước đẹp lắm, nghe nước chảy róc rách cũng vui tai lắm nha. Hôm nay thì Châu với Nick về Việt Nam. Đây là con đường từ nhà ba chồng Châu cho đến sân bay của Thái Lan. Thì Châu đi Bangkok, sân bay Bangkok, cho nên là chạy cũng khoảng gần một tiếng. Tranh thủ đi sớm để không thôi nó kẹt xe. Ở dọc đường người ta bán đồ cũng giống như ở Việt Nam nè. Ở cái đoạn đường này thì nhà cửa cũng thưa thớt lắm. Ở đây có trồng chuối nè, y chang như ở Việt Nam luôn á. Xa xa cả nhà thấy cái tòa nhà đó là sân bay Bangkok đó cả nhà. Đây là sân bay quốc tế. Ở trên cái con đường này là con đường cao tốc, cho nên là không có xe gắn máy hay là xe đạp chạy, chỉ có xe bốn bánh thôi à. Xa xa có thể nhìn thấy những cái chiếc máy bay của hãng Thai Airways. Châu thì đi Việt Nam Airlines. Đây là sân bay Bangkok, Thái Lan. Ở đây có rất nhiều máy để mình tự in vé hoặc là mình check in luôn. Sân bay Thái Lan nè, sân bay quốc tế Thái Lan là rất là rộng luôn. Vừa rộng vừa đẹp nữa. Cách chân hoa lan rất là nhiều. Ai chuẩn bị rời khỏi Thái Lan cũng đứng ở đây chụp hình làm kỷ niệm hết á. Hoa lan đồ rất là đẹp luôn á. Bây giờ Châu với Nick thì làm thủ tục check in, gửi hành lý á. Cân hành lý, gửi hành lý. Làm thủ tục ở Thái Lan thì rất là nhanh gọn lẹ. Có qua cái hải quan thì hơi bị đông thôi, tại khách du lịch cũng nhiều quá. Ở trong sân bay Bangkok nè, người ta làm những cái biểu tượng giống như trong mấy cái câu chuyện cổ tích vậy đó. Này, có con trăng nè. Ở bên đây là mấy cái hình giống như quái vật kìa ha. Bên đây thì người nè, chính giữa là có giống như vị thần vậy đó. Ở đây có cái vòi nước. Cái này là con ốc, mình mới đầu nhìn tưởng là cái ấm trà chứ đẹp quá chừng luôn á. Ai cũng ngừng ở đây chụp hình hết á. Con rắn có ba đầu nè. Hermes. Đây là thương hiệu mà mấy diễn viên Việt Nam đồ hay mua nè. Ở đây là duty free, bán hàng, mua hàng miễn thuế. Memories of Thailand, bán quà lưu niệm những cái tượng voi nè, voi hình kim cương này đẹp không? Mấy con voi này chứ mắc lắm. How much này? 70-80 đô con. Đây là chỗ bán thức ăn nhanh, mấy món ăn của Tây á. Nick thấy mấy người này
order thức ăn, Nick nói qua Thái Lan thì ăn món Thái chứ ăn món Tây làm gì, món Thái ngon hơn nhiều. Thì bán là thức ăn nhanh nè, quá trời người ăn King Burger luôn. Đây bán những cái đồ ăn vặt của Thái nè, nhưng mà mắc lắm, không có rẻ. Mấy cái trụ lì của Thái á, nó có điện từ hay sao á, lâu lâu Châu bị điện giật từ cái trụ lì á, cũng đau lắm á. Chuyến bay từ Bangkok cho tới Hồ Chí Minh á, thì cũng không có lâu, khoảng hơn 1 tiếng à, khoảng 1 tiếng 45 phút à. Đây là cảnh buổi tối nè, ở sân bay Thái Lan á. Do chuyến bay cũng ngắn cho nên là không có đãi ăn tối, chỉ có ăn nhẹ và uống nước thôi à. Nhìn cảnh ban đêm ở Bangkok cũng đẹp lắm. Tuy là không có nhiều cái nhà cao tầng đèn lấp lánh như ở Sài Gòn, chắc ở đây là cũng xa xa ngoài trung tâm Bangkok chứ không có gần, chứ trung tâm Bangkok cũng nhà cao tầng nhiều lắm. Bây giờ là tới địa phận của thành phố Hồ Chí Minh rồi nè. Xa xa thì có thể thấy cái tòa nhà landmark cao cao đó, có đèn màu hồng tím đó. Trước khi có cái tòa nhà landmark này thì Abeteco là cái tòa nhà biểu tượng cho Sài Gòn khi mà đến Việt Nam á. Nhưng mà bây giờ thì cái biểu tượng của landmark này nó nổi bật hơn nữa. Hôm nay Châu check in ở cái căn phòng này là ở khu Empire City. Đây là cái phòng nè cả nhà, căn hộ một phòng ngủ. Mọi thứ làm bằng kiến đẹp lắm. Nhưng mà nó hơi nhỏ hơn cái phòng mà Châu ở bên bên Landmark 3. Đồ đạc quá trời. Đây, cái này bằng kiến cũng đẹp ghê luôn á. Nick chỉ thích cái tivi thôi, cái tivi nó bự nè, 70 inch nè, cái bàn cũng nhỏ xíu à. Có ngoài đây có ban công nhìn ra ngoài ngoài sông nữa nè. Đường phố đây đẹp kia luôn á, như nước ngoài á, sạch đẹp lắm. Cái cầu bên kia không biết là cầu gì nữa. Dẫn mọi người đi một vòng á, cái phòng này nha. Đây là phòng ngủ nè, cũng có view nữa nhưng mà không có ban công thôi. Đó, view nè, hai phòng trước kia phòng ngủ đều có cái view giống nhau hết á. Đây có tủ đựng đồ, chắc cũng có bằng ủi đồ trong đây chứ. Đây trong đây cũng có đèn nữa nè. Không có bằng ủi. Đây là toilet. Toilet này theo kiểu của Nhật nè, có cái đầu xả tự rửa luôn. Nhà tắm rộng lắm nè. Nhà tắm rất là rộng luôn. Ở đây có cái tủ lạnh to lắm nè, Nick nói cái tủ lạnh này to lắm. Oh, quá trời to luôn. Đây có chỗ nấu ăn nữa. Ở đây nấu ăn có đồ nêm nếm luôn nè, cũng tiện nghi ha. Có lò nướng luôn nữa nè. Ngoài đây có máy giặt cho mình giặt nữa. Nick nói hết rồi. Nước giặt hết rồi. À, vậy thôi đó cả nhà. Này là thuê là 100 mấy đô đêm á, 103 hay nhiêu á.
Phía dưới đây là có cái hồ nữa nè, cái hồ nước nè. Phía sau mấy cái cây là cái hồ nước nè, nhìn nó cũng cạn tiểu cảnh để cho đẹp á. Đây là cái view sông Sài Gòn nè. Ở kinh kia là có mấy cái tàu gì to to nè, cái tàu du lịch nè. Ở đây nó yên tĩnh cực kỳ luôn. Bên đây cái tòa nhà gì cũng đẹp lắm nè. Quá trời nhiều dự án chưa xong nè. Nó bên kia quá trời nhà chung cư luôn. Để đi bộ xuống dưới coi có gì ăn không, đói bụng quá. Đây là tòa nhà mà Châu ở nè, cả nhà C1 nè. Ở 1C chứ. Đây nè. Không biết bao nhiêu tầng luôn đó. Empire City. Thành phố đế vương. Ở đây nhiều cái hồ nước đó, mát lắm. Đây là cái cổng vô nè. Giờ đi tìm đồ ăn ăn nè, đói bụng quá rồi. Ngồi xe bus thì chưa có ăn trưa luôn. Hôm nay toàn là nhà cao tầng không à. Nè, giống như trong Matrix vậy đó. Này là khu dân cư biệt lập nè. Mà biệt lập thiệt. Ở đây vắng vẻ lắm. Ít người đi qua lại. Ở đây thì vắng vẻ hơn so với lại bên Vinhome Central Park. I don't know. À, bên kia cũng là Empire City luôn nè. Hai bên luôn á. Empire City nè. Tầng cho ở là trên đây nè. Tầng 7 nè. Nằm đâu ở đây nè. Buổi chiều yên tĩnh ghê luôn á. Bớt gió rồi, hồi nãy gió nhiều lắm. Ok. Khu này là cho người nước ngoài hay sao á, thấy yên tĩnh vậy lắm. Thấy đề bản là không được hút thuốc, cũng không được bấm kèn nữa. Nhiều cà phê lắm, dọc theo đây cà phê với lại siêu thị mini nhiều lắm á. Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng không mà gió mát dữ lắm. Cây đồ bông đồ cũng đẹp nữa nè, nhiều lắm. Này, this one looks same like the one we've been. Cây đẹp không? Cây phủ. Supermarket ha. Huh? Siêu thị nhỏ nhỏ nhiều lắm. Đây là cái hồ nước mà cái view từ ở trên phòng của Châu nhìn xuống nè. Cái hồ này nó cũng cạn thôi à. No fish under here nè. Ở khu này rất là an toàn luôn. Người ngoài muốn vô đây phải kiếm cái chỗ đậu xe, chứ không có được đậu xe lang thang ở ngoài đường. Bảo vệ thì đi tuần tra liên tục à. Ở khu này thì cũng rất là bất tiện. Nếu mà mình muốn đi đâu phải đón taxi đi, chứ mà mình đi bộ nó không có con đường đi bộ để mình đi ra các trung tâm khác. Nghe người dân ở đây giới thiệu đi qua bên khu Sala để mà mua sắm thực phẩm hay là những cái thứ mà vật dụng cần thiết. Ở xung quanh đây nhiều thác nước đẹp lắm. Nghe nước chảy róc rách cũng vui tai lắm nè. Nhiều người ra đây ngồi hóng gió mát.